Xin chào các bạn trẻ, các bạn đã đến, chào mừng các bạn đã đến với chương trình hướng nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Và thưa các bạn, cách đây độ khoảng 25 năm là tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Và sau 25 năm thì bây giờ thì tôi đã đạt được những cái kết quả nhất định như bây giờ. Và tôi tin là nếu các bạn đi đúng hướng thì chỉ cần 15 năm sau các bạn có thể bằng tôi hoặc vượt tôi. Thế thì đến bây giờ thì khi làm quản trị kinh doanh thì rất nhiều người đặt câu hỏi là vậy thì cuối cùng kinh doanh là làm cái gì? Thì rất nhiều người trả lời là kinh doanh là kiếm tiền. Không, kiếm tiền là đích đến của kinh doanh. Còn bản chất là kinh doanh là làm gì? Điều đó mới là quan trọng. Vậy thì cụ thể là trong cái chương trình hướng nghiệp ngành quản trị kinh doanh thì chúng ta được chia sẻ những cái điều gì? Thì mời các bạn qua cái bài đầu tiên là những cái vấn đề mà các bạn được chia sẻ trong cái chương trình này, để chúng ta không bỡ ngỡ, để chúng ta đi từng đoạn một để cho nó chuẩn. Thì mời các bạn qua video clip tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722. Nhánh 1, 2.